Cách các thầy chùa hiện nay kêu gọi cúng dường, cúng tiền. Cúng chuyển khoản và cúng trực tiếp ở bàn thư ký của chùa, hay là bỏ tiền vào thùng phước sư tại chùa. Nó thuộc về ba cách thức cúng dường khác nhau. Ai cũng bảo thôi cứ đi đến chùa là không phải mất tiền, không phải gì cúng dường gì cả là tốt nhất. Cứ chọn chùa nào không phải cúng dường mà đến. Thế thì thầy nói Phật cũng không dạy mình thế. Phật dạy chúng ta biết bố thí và cúng dường. Người ta đến chùa ta cúng dường rất nhiều, mà người ta không phải là cầu gì đâu. Còn mình đây là mình cúng để giải bệnh của mình, giải nghiệp của mình, mà mình lại còn kêu sao. Thế nói thật, cho nên cái chỗ này là cái chỗ thầy cũng là khó nói đấy. Một số Phật tử bảo ôi rồi đi đến chùa cứ phải mất tiền, mà đi chùa nào không mất tiền cơ. Thầy bảo trời ơi, Phật không, Phật dạy cho các Phật tử mất tiền đấy. Phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ. Chịu khó bố thí đi. Bây giờ đi tu ở đâu cũng cứ thích là đi tu không mất tiền, mới đi tu phải được lấy về. Đến chùa nào mà đi lễ xong là được quản, được lộc mang về. Bỏ ra năm hào nhưng mà được lại chuối, được quản, được lộc mang về, lợi có lãi nhiều hơn, thế mới đi tu. Thế thì làm sao gọi là Phật tử được các đại chúng? Để chi? Để được phước, phải không? Vậy thì cái phước này là vì ai? Vì mình. Vậy thì quay người lại đi bố thí để có phước. Vậy thì cái thật sự cái bố thí này là vì ai? Vì mình. Vậy thì có phải mình phải cảm ơn cái người nhận không? Ôi cảm ơn chị đã nhận thì em mới có cơ hội em làm phước. Chứ bây giờ ví dụ vậy, chạy đến cúng dường sư cô, bạch sư cô con muốn cúng dường cho chùa, cô nói không, chùa đủ rồi cô không lấy đâu. Vậy chị có cơ hội làm phước không? Không. Vậy chị phải cảm ơn cô chứ, cô tạo cơ hội cho chị làm phước mà, phải không? Tại sao ta không bị nát đầu như là mình đã từng đập đầu cá? Tại sao ta không bị cắt đứt phân cái cổ như là mình đã từng cắt cổ gà? Chỉ bởi vì một kiếp nào đó có chùa đúc tượng Phật, ta đến ta cúng dường vào đó một chỉ vàng. Đúng nhân quả thế nào cũng bị như vậy. Có người cũng bị cắt sơ sơ, phải đi mổ bướu đồ cổ đó. Mới nói thời con mới đi bổ bướu về đưa cái cổ thẹo ra. Thì dòng này cười cười biết này, cắt cổ gà nhiều thôi mình nói mít lòng. Vậy đó, có người nói thời con mới đi mổ ruột lấy cái gì trong bụng ra. Nói như mổ tiên môn mổ bụng gà chứ đâu, hay mổ bụng heo chứ đâu, giờ trả anh chút gì mà mới đi ăn thua gì. Còn cái người có ôm đầu, con nhức đầu cũng đi khám không ra bệnh thực thể, đi siêu âm scan MRI tùm lum nó không thấy bệnh. Nói là xưa đập đầu cá có gì đâu, nên giờ nó không bệnh thực thể thì dễ chữa, chỉ sám hối là hết thôi. Nhưng mà đều là dấu vết của gì, của nghiệp sát sinh ngày xưa, đều là dấu vết nghiệp sinh. Nhưng mà tại sao ta không bị nát đầu như là mình đã từng đập đầu cá? Tại sao ta không bị cắt đứt phân cái cổ như là mình đã từng cắt cổ gà? Chỉ bởi vì một kiếp nào đó có chùa đúc tượng Phật, ta đến ta cúng dường vào đó một chỉ vàng, ta bỏ vào trong đó. Hay là cúng một ít đồng hay cúng một ít tiền, thì ta bảo đảm được một điều, cơ thể của ta vĩnh viễn được lành lặn, không bao giờ. Có ví dụ có lỡ chết cũng chết trong cái hình dáng đẹp đẽ, chứ không bị sứt đầu văng tay chân cổ nẻo không có. Nên là lúc nào cũng lành lặn cơ thể, lúc sống cũng như lúc chết, bởi vì ta đã từng tham gia công đức cúng dường.